Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ngày nào chưa xác định người kế nhiệm ông Trọng, ngày đó chính trị Việt Nam còn bất ổn. Ngày 21 tháng 3, AFI tiếng Việt bình luận, Chủ tịch nước từ chức lo ngại bất ổn chính trị ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Theo đó, trong khuôn khổ chiến dịch bài trừ tham nhũng chưa đầy 2 năm, hai chủ tịch nước của Việt Nam đã xin thôi giữ các chức vụ. Tháng 3 năm 2023, ông Võ Văn Thưởng thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc, để rồi chịu chung số phận sau quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng hôm 20 tháng 3 năm 2024. AFI cho hay, giới quan sát đồng loạt ghi nhận đây là dấu hiệu đáng lo ngại về ổn định chính trị tại Việt Nam. Vào lúc mà Việt Nam đang được chiếu cố trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung dâng cao, giới quan sát cho rằng việc ông Thưởng bị đảng phạt là dấu hiệu cho thấy nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang có những đấu đá khốc liệt để chuẩn bị cho giai đoạn hậu Nguyễn Phú Trọng. AFI đặt câu hỏi phải chăng đấu đá nội bộ đã lan tới ngay cả một người được coi là thuộc phe của ông Trọng như ông Võ Văn Thưởng. Hình ảnh bài bình luận trên AFI. Chiến dịch đốt lò ở Việt Nam, dùng lá bài chống tham nhũng để triệt hạ các đối thủ chính trị theo mô hình của Trung Quốc, giờ đây đã được mở rộng đến mức không còn một ai được an toàn. Nhưng việc trong chưa đầy 2 năm, Hà Nội hai lần cách chức Chủ tịch nước, một trong bốn nhân vật lãnh đạo hàng đầu của chế độ, được cho là có nguy cơ đẩy Việt Nam vào giai đoạn bất ổn chính trị. Theo AFI, giới phân tích cảnh báo bất ổn trên chính trường Việt Nam có thể sẽ tác động đến môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam. Vào lúc mà Việt Nam đang cố tham vọng mở rộng cửa đón đầu tư nước ngoài và nhất là trở thành một thung lũng công nghệ cao của thế giới. Nhân chuyến công du Việt Nam hồi tháng 9 năm 2023, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã hứa sẽ giúp Việt Nam phát triển công nghệ bán dẫn và liền sau đó các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực này đã đặc biệt chiếu cố Việt Nam. AFI phân tích, trước hết, cho đến nay, Việt Nam vẫn được coi là một điểm đến an toàn trong mắt các nhà đầu tư, chính là nhờ vào sự ổn định chính trị. Vào lúc mà châu Âu và Mỹ tìm cách giảm mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Hoa Lục. Do vậy, việc đi quá đà trong chính sách đốt lò coi chừng sẽ gây bất lợi cho Việt Nam. Các doanh nghiệp nước ngoài sợ rằng chính sách kinh tế của Việt Nam cũng sẽ có những chuyển biến khó lường. Hình ảnh bộ sậu lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Điểm thứ nhì vẫn theo AFI, vào lúc Việt Nam đang tìm một thế cân bằng trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung, nhân vật quyền lực nhất trong chế độ Hà Nội là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đã tuổi cao sức yếu, đương nhiên Việt Nam phải tìm người thay thế. Chính yếu tố này đã càng châm thêm củi lửa cho các cuộc đấu đá chính trị gay cấn hơn, khốc liệt hơn. Từ nay cho đến đại hội đảng kỳ tới vào năm 2026, đó không phải là điềm lành trong mắt các nhà đầu tư muốn chọn đến Việt Nam. Điểm thứ ba, AFI tiếp tục phân tích. Nhân sự lãnh đạo của Việt Nam có thể sẽ phản ánh đường lối đối ngoại của chính quyền Hà Nội. Vào thời điểm mà cuộc đọ sức giữa hai siêu cường thế giới là Mỹ và Trung Quốc được báo trước là sẽ tiếp tục tăng cường độ, lại càng khó để Việt Nam giữ được thế cân bằng mà chìa khóa được đặt trong tay Tổng Bí thư. Do vậy, nhiều nhà quan sát e rằng, cho dù Việt Nam nhanh chóng chỉ định tân chủ tịch nước thay thế cho ông Thưởng, thì ngày nào mà quốc tế chưa biết ai sẽ là người kế nhiệm ông Trọng, thì vấn đề này đối với Việt Nam vẫn nguyên vẹn. AFI nhận định giai đoạn chọn người lãnh đạo có thể kéo dài và với nhiều tính toán ở bên trong. Một số nhà đầu tư có thể quyết định đợi thêm cho đến khi mọi việc rõ ràng hơn và vấn đề nhân sự được ngã ngũ. Điều đó làm dấy lên lo ngại là trong thời gian tới Việt Nam ít có cơ hội thu hút các dự án đầu tư lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Ngày nào chưa xác định được người kế nhiệm ông Trọng, ngày đó chính trị Việt Nam còn bất ổn. Bất ổn chính trị khiến các nhà đầu tư e ngại. Ngày 20 tháng 3, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, có bài viết đăng trên trang mạng Fulcrum của Singapore. Bài viết được dịch giả Dương Lệ Chi biên dịch và đăng trên báo Tiếng Dân cùng ngày với tựa đề Hai chủ tịch nước bị phế truất trong một năm, triển vọng chính trị nào cho Việt Nam. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức công bố việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức chỉ sau một năm ông làm chủ tịch nước. Hình ảnh bài trên báo mạng Fulcrum của Singapore. Tác giả cho rằng việc ông Thưởng từ chức đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn bất ổn chính trị mới ở Việt Nam kể từ Đại hội 13 của Đảng đầu năm 2021.
đã có nhiều vụ cách chức và truy tố cấp cao. Trong số đó có 4 ủy viên Bộ Chính trị, 2 phó thủ tướng, 2 bộ trưởng và hơn chục lãnh đạo tỉnh. Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bị cách chức hồi đầu năm 2023 sau khi nhậm chức chưa đầy 2 năm. Tác giả nhận định cũng giống như ông Phúc, sự ra đi của Thưởng sẽ không dẫn đến những thay đổi chính sách đáng kể, nhưng nó gây ra mối lo ngại cho các nhà đầu tư, khiến họ bất an. Tệ hơn nữa, sức khỏe kém của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và kế hoạch kế nhiệm của ông không rõ ràng, có thể sẽ làm gia tăng đấu đá chính trị nội bộ trong kỳ Đại hội Đảng Toàn quốc lần kế tiếp vào đầu năm 2026. Điều này càng làm trầm trọng thêm mối lo ngại của các nhà đầu tư. Tác giả đánh giá ý nghĩa về việc rời đài của Thưởng đối với tương lai chính trị Việt Nam, đặc biệt là về chuyện tranh giành ghế Tổng Bí thư phụ thuộc vào việc ai sẽ đảm nhận vai trò của Thưởng. Theo quy định của đảng và theo tương quan quyền lực, hiện nay chỉ có ông Tô Lâm và bà Trương Thị Mai trở thành những lựa chọn khả dĩ nhất cho chiếc ghế chủ tịch nước. Hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước sắp bị phế truất. Tác giả phân tích, ở tuổi 66, Tô Lâm rất có thể quan tâm đến chiếc ghế chủ tịch nước vì nó cho phép ông tìm kiếm một ngoại lệ đối với quy định giới hạn độ tuổi của đảng và tranh chức vụ cao nhất vào năm 2026. Tuy nhiên, ông cũng có thể dè dặt bởi chức Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay của ông có quyền lực rất lớn. Mặt khác, bà Mai cũng là một ứng cử viên sáng giá bởi quyền lực của bà tương đối yếu, nghĩa là bà khó có thể tận dụng chức chủ tịch nước để làm phương tiện tranh cái ghế hàng đầu trong đảng vào năm 2026. Một lựa chọn khác theo tác giả là đảng bẻ cong các quy tắc của chính mình và đề cử một chính trị gia không đủ tiêu chuẩn nhưng có khả năng đem lại sự ổn định. Trong kịch bản này, ứng cử viên tiềm năng có thể là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên hay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Tuy nhiên, các phe phái trong đảng có thể không ủng hộ quyết định này. Hình ảnh ông Tô Lâm, ứng cử viên tiềm năng cho chiếc ghế chủ tịch nước. Trong bối cảnh đó, vẫn theo tác giả, những bất ổn chính trị ở Việt Nam sẽ tiếp tục xảy ra. Một số nhà đầu tư có thể có quyết định đợi cho đến khi mọi chuyện lắng xuống trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư lớn nào. Quan hệ đối ngoại của đất nước cũng có thể bị ảnh hưởng với khả năng bị trì hoãn hoặc hủy bỏ các cuộc trao đổi song phương cấp cao, ví dụ như chuyện hoãn chuyến thăm của vua Hà Lan vừa qua. Tác giả nhận xét, ngay cả sau khi chủ tịch nước mới được bầu, đấu đá chính trị nội bộ vẫn có thể tiếp tục. Tác giả kết luận, Đảng Cộng sản Việt Nam và ban lãnh đạo đảng có thể giảm thiểu các bất ổn này bằng cách đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền lực và bầu ra một tân chủ tịch, người có thể đảm nhiệm chức vụ của mình một cách an toàn đến năm 2026. Đây sẽ là trọng tâm chính của họ trong lúc này, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư thông qua hợp lý hóa các thủ tục quan liêu, nâng cao hiệu quả trong việc ra quyết định, xóa bỏ các rào cản pháp lý và quy định đối với các nhà đầu tư. Cần ưu tiên để giải quyết những bất ổn chính trị và khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng chính trị và kinh tế của đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Bất ổn chính trị khiến các nhà đầu tư e ngại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d